Các em xem thật nhanh về tường nhá, xong rồi mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Vẫn đang chữa phun mà em. Vẫn đang chữa phun mà. Vẫn đang chữa phun đề mà. Lúc nào cũng chữa phun. Ok. Các em comment đáp án đi. Một đáp án gì? Làm nhanh xem nào. Nhớ comment thật chuẩn đáp án nhá. Một đáp án gì nào? Sáng mai mình lại có buổi học đấy nhá. Sáng mai vào lúc 5:30 chúng ta lại bắt đầu livestream 505 câu nhận biết thông hiểu nhá. Các em nhớ chưa? Nhớ đấy, sáng mai livestream 505 câu nhận biết thông hiểu, không để quên. Nhiều đứa quên lắm. Xe về tường thật nhanh đi, xong rồi mình bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Mình bắt đầu nhá. Các em comment đáp án nào, có một đáp án gì? Một đáp án gì nhỉ? Hệ thống bút của thầy đâu? Đợi tí. À, bút này vẫn còn sống. Ừ, được, ok. À, một ông lọc kẽm. Một ông số mol kẽm bằng 13 chia cho 65 thì bằng 0,2 nhỉ? 5,6 gam sắt thì số mol 0,1, đúng không? Thế mình có này, kẽm này với lại sắt này mà vào HCl này thì số mol kẽm bằng 0,2, số mol sắt bằng 0,1, vào HCl thì sinh ra hiđro. Một kẽm thì sinh ra một hiđro. Một sắt cũng sinh ra một hiđro. Vậy tổng số mol hiđro bằng 0,3. 0,3 mà nhân với 2,4. 0,3 nhân 2,4 thì bằng 6,2 lít. Bùi điều à? Linh nhìn như vẫn còn ở trên tường nhà thầy. Vẫn còn ngay trên tường nhà thầy thôi. Chưa bị chạy đâu cả đâu. Ok, tiếp nhé. Câu số 2 đáp án gì các em? Câu số 2 đáp án gì nào? Cùng comment đáp án câu số 2 nào. Câu số 2. Chất nào dưới đây chứa CaCO3 trong thành phần hóa học? Ui, nhiều đứa sai. Dạng đồ thị trong khóa học có em á. Dolomit CaCO3 ngậm MgCO3. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng đáp án D, Dolomit. Được chưa? À, nhân tiện đây thầy giới thiệu với các em một chút là thầy mới làm xong tài liệu về câu hỏi đồ thị hình vẽ. Đây, soạn mãi mới xong. Hẹn các em vào tối hôm thứ 7 chúng ta sẽ live stream về hình vẽ thí nghiệm nhá. Chắc chắn chúng một câu. Câu số 3, hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất nóng lên, xem nào. Đáp án gì các em? Đáp án gì hiệu ứng nhà kính? Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng mà trái đất nóng lên. Thế vậy hiệu ứng nhà kính là gì? Đáp án là gì các em? Hiệu ứng nhà kính, nhóm khí đó là không thể là C4 và H2 được. Nitơ thì làm gì có liên quan đến hiệu ứng nhà kính, đúng không? Nước không liên quan, CO không liên quan. Đáp án đúng đáp án D. Để chưa? Câu số 4, este có khả năng tác dụng với nước brom là. Câu số 4. Bạn nào chưa share về tường, share là nhanh về tường nhá. Không tí nữa là thầy livestream xong là thầy ẩn video livestream đi thì không thể theo dõi được video livestream nữa đâu. Được chưa? Câu số 4. Các em thấy hình ảnh có nét không? Các em thấy, bạn nào thấy hình ảnh nét thì comment lại cho thầy để thầy biết là nó nét. Các em thấy hình ảnh thế nào, ổn không? Hình ảnh ổn chứ? Hình ảnh sắc nét không? Tiếp tục nhá. Câu số 4, este khả năng tác dụng dung dính nước brom. Lưu ý ở đây đề bài là este. Anh này là axit này, vứt này. Anh này là anhít, vứt này. Anh này thì có tác dụng với nước brom không? Không. Triolein là C17H33COO. Tất cả 3 lần C3H5. Các em nên nhớ rằng là trong quá trình thầy dạy thì không chém gió gì cả. Chúng ta cực kỳ tiết kiệm thời gian. Được chưa? Thì trong anh này có PCC. Thì PCC thì có tác dụng nước brom. Vậy đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Sang câu tiếp theo, câu số 5, axit nào sau đây là axit béo? Axit nào sau đây là axit béo? Axit acetic là
CH3COOH. Axit benzoic là C6H5COOH. Axit stearic là C17H35COOH. Axit oxalic là COOH. Vậy axit béo là ủa. Chính xác, Nguyễn Xuân Tình. Ui. Nguyễn Trung Nguyên tốt, Nguyễn Đình Trung tốt. Vậy mình có này, thằng axit béo đây là axit stearic, đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 6. Đấy, nhiều đứa bây giờ mới ồ với à, khổ thân không? Nhiều đứa bây giờ mới ồ với à đấy. Thế mới khổ, thế mới biết là các em khổ đúng không? Tiếp tục nào các em. Nào tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Câu số 6 đáp án gì nào? Đồng không phản ứng với chất nào sau đây? Câu số 6 đáp án gì nhỉ? Câu số 6 đáp án gì đây? Số 6 kim loại đồng không phản ứng với chất nào sau đây? Thế thì các em cần lưu ý nhá. Các em cần lưu ý này, kim loại đồng thì ăn được với bạc cộng đúng không? Đồng thì ăn được bạc cộng để tạo thành đồng 2 cộng. Vậy là nó có phản ứng, vứt đề bài hỏi không cơ mà. Đồng ăn HNO3 chứ, có để tạo thành đồng dương 2, đồng ăn với lại sắt dương 3 để tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2. Vậy đồng không phản ứng với B, H24 loại. Đúng chưa? Câu số 7. Câu số 7. Chất nào sau đây không dẫn điện được? Số 7 này. Chất nào sau đây không dẫn điện được các em? Chất nào sau đây không dẫn điện được? Nào. Chất nào không dẫn điện được nhỉ? Chất nào sau đây không dẫn điện được? Nóng chảy thì có. Trạng thái dẫn điện là cả trạng thái nóng chảy lẫn cả trong dung dịch thì đều có thể đều là có khả năng dẫn điện. À, hòa tan trong nước. Hòa tan trong nước thì có, đúng không? Nóng chảy có. Vậy rắn khan này này, rắn khan là không dẫn điện được. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh về tường nhá. Để cho các bạn cùng theo dõi buổi live stream. Các em nên nhớ rằng là sáng mai. Sáng mai lúc 5:30. 5:30 sáng mai. Chúng ta lại chiến tiếp 505 câu. Nhận biết thông hiểu. Được chưa? Nhớ chưa? Đấy, sáng mai là ta chiến phần đấy. Sau đó thầy thông báo luôn. Thầy thông báo luôn với các em luôn. Đấy, có rất nhiều bạn thầy thông báo luôn với các em là cái tờ này này. Tờ này là chắc chắn trúng một câu này. Hình vẽ thí nghiệm này, chắc chắn trúng một câu này. Chắc chắn luôn nhá. Chắc chắn trúng một câu luôn nhá. Tờ này chắc chắn trúng một câu này. Thì thầy sẽ live stream cho chúng ta. Thầy sẽ live stream, thầy sẽ phát cho chúng ta đề. Được chưa? Nhớ theo dõi thật kỹ. Nhớ phải theo dõi thầy thật kỹ, chắc chắn làm xong cái tờ đề này là trúng một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Được chưa? Thì là chúng ta sẽ làm cái câu này vào cái hôm và 21:30 tối thứ năm. Nhớ nhá. 21:30 thứ năm là hình vẽ thí nghiệm. Hình vẽ thí nghiệm cực kỳ hot. Đấy chưa? Cực kỳ hot luôn. Nào mình có câu số 8 này. Chất nào sau đây làm đổi màu quý tím? Chất nào sau đây làm đổi màu quý tím? Đấy. Thế mình có này, đổi màu quý tím thì glycine là một nhóm CHO này. Một nhóm COH. Một nhóm NH2 thì không đổi màu được. Ala tương tự cũng vậy, một nhóm COH. Một nhóm NH2 không đổi màu được. Valin tương tự, một nhóm COH. Một nhóm NH2 cũng không đổi màu được. Đúng chưa? Lysine, một nhóm COH. Hai nhóm NH2, đúng chưa? Làm quỳ đổi thành máu xanh. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đề hay quá, dĩ nhiên rồi. Hà được làm đề này rồi mà. Câu số 9. Có linh đề hình vẽ thí nghiệm nhá. Cố lên, đúng rồi, chính xác. Nguyễn Xuân Tình chính xác, cố lên, sắp được xóa rồi. Cố lên, còn có chục ngày nữa thôi. Câu số 9, cho 4 dung dịch. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào dưới đây để nhận biết được 4 dung dịch trên. Thì chắc chắn là sử dụng quỳ tím. Cho quỳ vào thế này chuyển đỏ. Không hiện tượng, không hiện tượng, không hiện tượng, đúng không? Sau đó thầy lấy HCl. Nhận biết được rồi. Cho vào AgNO3 kết tủa màu trắng. Không hiện tượng, không hiện tượng, đúng không? Sau đó thầy lấy AgNO3. Cho vào AgNO3 mà không hiện tượng, AgCl kết tủa màu trắng, đúng không? Vậy là chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là câu 9 là đáp án A. Nguyễn Thị Thùy đúng rồi, chính xác đấy. Là khá nhiều bạn comment đúng đấy, nhưng mà đề này lừa nhiều lắm. Rất nhiều bạn bị tròn trong cái đề này. Nên là cố gắng để không bị lừa nào. Cùng chiến đấu, cùng quẩy. Cùng hết mình đối với này. Tiếp tục câu số 10. Câu số 10 các em để ý nhá, thầy chữa không có chém do tiệu nào, tiết kiệm thời gian đến mét bức luôn. Câu số 10, một mol chất nào sau đây tác dụng hoàn toàn AgNO3 trong NH3 thu được 4 mol bạc, một mà thu được 4. Anh này chỉ thu được 2. Anh này có một chó thu được 2, anh này một chó thu được 3, nhưng riêng này HCHO thu được 4 đúng không? Trường hợp đặc biệt, 4 bạc. D. Ok chưa?
Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh về tường nhá. Câu số 11. Câu số 11. Kết bạn với thầy để mà được xem những cái buổi live stream và các skin với lại các cái video về chắc chắn các câu hỏi lý thuyết chắc chắn chủ. Câu số 11, đốt cháy hoàn toàn m gam amin đơn chức. Đây, câu này bây giờ phải nháp rồi. Các em lưu ý này. Gạch chân cho thầy từ amin đơn chức này. Vậy thì ký hiệu là CXHIN. Được chưa? M gam hỗn hợp thì đốt cháy này. Thì ta thu được CO2 bằng 0,09, H2O bằng 0,125, nitơ thì bằng 0,015. Do trong này chỉ có 1 nitơ, trong này 2 nitơ nên bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ, ta tìm được số mol bằng 0,015 × 2. 0,015 × 2. Đây là số mol cháy thì bằng 0,03. Hoàn toàn đến đây thì tìm được nó là C 0,09 chứ 0,03 là C3. H 0,125 × 2 bằng 0,25 chứ 0,03 bằng 25/3. N đúng không? Với số mol bằng 0,03. Tác dụng vừa đủ với H4 loãng. Nhiều đứa chết câu này này. Vừa đủ. Lưu ý cụm từ vừa đủ. Vừa đủ với H4 loãng. Bạn nào chưa xe lại về tường xe thật nhanh nhá. Thì đã có này, do vừa đủ thì một nhóm H2, một nitơ thì ăn với lại một H cộng. Nhưng ở đây là một nitơ mà 2H cộng đây đúng không? Vì vậy nên số mol H cộng sẽ bằng 0,03. Suy ra chia cho 2 bằng 0,03 chia 2. Ra được muối. Và đây mình đi bảo toàn khối lượng ở dưới nhá. Thấy đi bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng thì ta có phân tử khối của anh này, máy tính xịn rồi. Các em cho xe lại về tường nhá. 12 nhân 3 cộng 25 chia 3 cộng 14 bằng 58,333. Có nghĩa chỗ này là bằng 175/3. 175/3 nhân với 0,03 cộng với 0,015 nhân 98 bằng m muối. Vậy thì tìm được m muối. Thằng này nhân với 0,03 cộng với 0,015 nhân 98 bằng 3,22 gam. M muối bằng 3,22 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A em nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Cẩn thận không bị lừa. Câu số 12 nào. Câu số 12. Thủy phân hoàn toàn tripanitin trong dịch NaOH vừa đủ thì thu được. Thằng này tác dụng với NaOH thì ta thu được gì? C15H31COONa và C3H5OH 3 lần. Vậy chắc chắn có glycerol nên không có ethylene glycol đâu. Và thằng này là muối của acid palmitic đúng không? Đáp án đúng đáp án A, nhiều đứa chọn B là chết. Được chưa? Cẩn thận bị lừa. Câu 13. Câu 13. Sắp tới các em nghỉ ở trường phát là thầy ngày nào cũng livestream luôn, có khéo một ngày livestream 2 3 lần. Nội bộ ơi, nội bộ xe ở trong nhóm chat của lớp mình giúp thầy với. Câu 13, sắt là kim loại phổ biến và được con người sử dụng nhiều nhất trong công nghiệp. Oxy sắt được luyện thành sắt diễn ra trong lò cao được thực hiện bằng phương pháp nào? Thực hiện bằng phương pháp nào các em nhỉ? Thực hiện bằng phương pháp nào này? Xem nào. Trong lò cao được có điện phân không? Không. Có thủy luyện không? Không. Nhiệt nhôm không? Không, mà phải là nhiệt luyện. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu số 14. 10,8 gam hỗn hợp gồm magie và MgO, tỷ lệ mol 1:1. 10,8 gam hỗn hợp gồm MgO, MgCO3, tỷ lệ mol 1:1. Thế ở đây thì có này. Magie này. MgCO3 này. 10,8 tỷ lệ mol 1:1, thằng này là A, thằng này là A. 10,8. Vậy chúng ta có này. 24A cộng với 24 cộng 60 bằng 84A thì bằng 10,8. Thầy chịu thì không hát được. Đau họng lắm. 24 cộng với lại 84 bằng 10,8 chia N bằng A bằng 0,1. Vậy số mol magie bằng 0,1. Số mol MgCO3 bằng 0,1. Cộng với lại H2S4 dư thì thu được magie thì cho mình ra được hydro. MgCO3 là ra mình CO2. Một magie thì ra một hydro. Vậy là số mol 0,1. Một MgCO3 thì ra một CO2 0,1 nữa. Vậy tổng số mol khí của chúng ta bằng 0,2. 0,2 mà nhân 2,4 thì bằng 4,48 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Được chưa? Nhiều đứa bị nhầm chỉ có đi nhìn magie là chết đúng không? Mỗi thằng magie chỉ sinh ra hydro thôi là to rồi. Câu 15. 15 nào. Nhúng mỗi thanh dung dịch một thanh mỗi nhúng vào mỗi dung dịch một thanh niken. Số trường hợp các em có hiểu bài không nhỉ? Số trường hợp xuất mèo hiện ăn mòn điện hóa, muốn ăn mòn điện hóa bắt buộc có hai điện cực. Được chưa? Thế vậy ở đây này, niken mà vào đồng. Niken vào đồng thì có niken ăn về đồng 2 cộng thì tạo thành niken 2 cộng cộng với ở đồng. Vậy mình có hai cặp cực niken có đồng bám vào.
Đúng chưa? Vậy ăn mòn điện hóa có một thằng. Niken không đẩy được kẽm. Niken tác dụng với sắt 3. Niken tác dụng với lại sắt 3. Yêu xong ca với em thầy chịu Bùi Minh Trang, đau họng lắm. Nhưng mà nghe vẻ cũng được, nếu mà thi điểm cao thì sẽ xong ca. À, để tạo thành Niken 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Không hai điện cực, không hai điện cực tiếp xúc với nhau nên không có. Niken tác dụng với bạc cộng. Nhiều đứa bị lừa câu này. Để tạo thành Niken 2 cộng cộng với bạc thì mình có cặp cực Niken với bạc, đúng không? Hai điện cực, vậy có anh này. Vậy hoàn toàn đã có là 15, đáp án đúng mình là A, chính xác. Đấy. Phát Mi Liên đúng, Đăng Khoa đúng, Hồng Lê đúng, chính xác, rất tốt. Câu 16. Câu 16. Cho sơ đồ chuyển hóa glucose để tạo thành X, để tạo thành Y, để tạo thành CH3COH. Glucose chuyển hóa thì chắc chắn tạo thành CH5OH rồi. CH5OH trước khi để tạo thành CH3COH thì nó sẽ tạo thành CH3CHO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án anh này CH5OH này, nối đôi CC để vứt. Anh này CH3CHO vứt. Anh này là acid lactic nhưng tạo thành CH3CHO vứt tiếp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Các em hiểu bài không? Câu 17 này. 17 mới là nhiều đứa chết ngu. 17 khá nhiều đứa chết ngu. Xem các bạn chết ngu ở đâu nhá. 17 này. Số phát biểu đúng là bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với clo. Mỗi sợ. Các em thử comment cái đáp án câu 17 xem nào. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với clo này chính xác. Magie cháy trong khí CO2 nhiệt độ cao chính xác đi magie này. Phản ứng này hay thi lắm, cộng với CO2 để tạo thành MgO cộng carbon. Có cháy nhá, phèn chua công thức là sai, chỗ này phải là K2 này. Kim loại CC được dùng để chế tạo tế bào có vào quang điện là đúng này. 1 2 3, 3 nhận định đúng, và đáp án đúng đáp án B bò. Ok chưa? Câu 18 à? Câu 18. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCO. HCHO 0,1. HCOOH 0,1 tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Mình lưu ý một thằng HCO nãy mình mới làm bên trên thu được 4 bạc. 4 × 0,1. Một thằng HCOH thu được 2 bạc, 2 × 0,1. 4 × 0,1 cộng 2 × 0,1 thì bằng 0,6. 0,6 mà nhân với là 108 thì bằng 64,8 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Nguyễn Thị Thảo Nhi không biết comment cái gì. 17 ba cái đúng rồi. Lưu Tiến Thành. Ok. Câu 19 chuẩn bị đến mốc 5 điểm rồi. Bạn nào mà chưa xe về tường, xe thật nhanh về tường nhá. Câu 19. Câu 19. Cho dãy các chất. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch là AH là. Lưu ý là phản ứng được với dung dịch là AH nhá. Đếm là cùng đếm cùng thầy nào. Phenol có. Anilin không. Phenylamoni clorua đây này. C6H5NH3Cl có. Natri phenolat là C6H5ONA không. Ethanol là C2H5OH không. Vậy thì có hai chất phenol và phenin amoni clorua thôi. 19B. Đấy, thấy khá nhiều bạn comment đúng. Phạm Hát Trang, Sứ Phan, Nghi Phạm, Nghi Nam, Chi Đạt Nguyễn, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thái, chính xác, rất tốt. Câu số 20. Nhớ sáng mai 5:30 thầy sẽ livestream tiếp 505 câu nhận biết thông hiểu. Tối thứ năm thầy sẽ livestream phần sơ đồ hình vẽ đây này. Đấy, đấy, tối thứ năm chúng ta sẽ livestream phần hình vẽ trắc nghiệm nhá. Vào lúc 21:30 bằng giờ ngày hôm nay. À, câu 20. Trung hòa 9 gam một axit no đơn trước bạch hở. Đấy, bây giờ mình ký hiệu axit no đơn trước bạch hở là RCOOH mà tác dụng được với KOH thì tạo thành RCOOK, được chưa? Khối lượng anh này là 9, khối lượng này là 14,7. Vậy hoàn toàn thì có này, sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. Tăng giảm khối lượng thì ta có này. Số mol của nhóm COOH luôn bằng 14,7 là M muối này. Trừ mỡ axit là 9 này, chia cho này. Thằng này bỏ đi 1 hydro này. Thằng này cộng thêm 1 kali là cộng thêm 39 này. Thì bằng 14,7 trừ 9 chia cho 38. 14,7 trừ 9 chia 38. 14,7 trừ 9. 14,7 trừ 9 bằng chia 38 bằng 14,7 bằng trừ đi 9 bằng chia 38 bằng 0,15. 0,15. Số mol này bằng 0,15. Vậy suy ra thì được là phân tử khối là RCOOH thì bằng 9 chia 0,15. Vậy là bằng 60. Suy ra R của thầy bằng 15. R bằng 15 thì chỉ có thể là CH3. Vậy đầu nó là CH3COOH. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Cái gì đấy Tuyết? Mờ quá. Các em có bị mờ không? Các em có bị mờ không? Bạn nào thấy mờ thì ới lên để thầy biết. Bạn nào thấy nét thì chấm để thầy biết nào.
Làm gì có lag phát nào đâu nhỉ? Câu 21 chúng ta đang làm hết tốc lực đấy. Câu 21 thủy phân hết 1 tấn mùn cưa chứa 80% cellulose. Cellu C6 H10 O5. Được chưa? 1 tấn thì thầy đổi thành 1 thành kg là 1000 kg. Vậy thì tìm được số mol bằng 1000 chia cho 162. Mà đây 8% cellulose nhân 0,8 bằng số mol 800 chia 162. 4,938. 4,938. Được chưa? Được chưa? Vậy đây ra được này. Các em xem lại về tường nhé. Xem lại về tường xong rồi tí nữa xem lại là được ok. Rồi lên men rượu với hiệu suất 60%, 0,6. Biết khối lượng riêng của CH5OH thu được 2 lần CH5OH này là 0,8 này. Vậy thì có này, 4,938 x 2 thuận nhân với 0,6 bằng số mol nhân 2 nhân 0,6 bằng 5,925. 5,926. Đến đây thì tìm được M của CH5OH nhân 46 này là ra được M này. Được chưa? Thế ra được M nguyên chất rồi. Ở đây để bài cho là D bằng 0,8 thì tìm được V này. Chia 0,8 là ra được V nguyên chất này. Được chưa? 40 độ vậy là chia cho 0,4 nữa. 851,85. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok chưa? Nhòe. Thầy dùng 4G đấy các em ạ. M. Đây các em ơi, thầy đang xem live stream bằng điện thoại, thầy có thấy nhòe M đó. Các em thử kiểm tra lại mạng của bọn em xem nào. Các em thử kiểm tra lại mạng của bọn em xem nào. Nhá. Câu 22. Bạn nào chưa theo dõi video live stream của thầy thì nhanh tay xe lại về tường nhá. Xe lại về tường để theo dõi video live stream. Khẩn trương nhanh. Tag các bạn của các em vào trong video live stream này. Tag các bạn của các em vào trong video live stream này để cho các bạn biết là thầy đang live stream rất là kinh khủng. Câu 22. Câu 22. 227 bạn mau lên comment đáp án đúng xem nào. 22. Đáp án gì? Cho các chất sau, tổng số chất có thể làm nhạt màu nước brom. Lưu ý cụm từ nhạt màu nước brom nhá. Thì thằng chó là làm nhạt màu nước brom này, là con net xem cho net. Hát chó, đúng không? Thằng HCO thì cũng làm nhạt màu nước brom bởi nó cũng có chó. Triolin là có PCC có. Glucose là có chó. Fructose không có chó. Câu 19 á. Tí nữa nha em nhé. Acid uric đây. Có đúng không? Alanin này. Alanin nhiều đứa bị nhầm đó. Thằng này không. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thằng. Đếm lại nhá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thằng. Đáp án đúng đáp án. À. Được chưa? Vậy đây các bạn yêu cầu xin em là câu 19. Đây. Câu 19 của em đây. Cho các chất đây. Số chất trong dãy phản ứng với NaOH, phenol phản ứng, anilin không, phenin amoni clorua có, natri phenolat không, ethanol không nên là có 2. Được chưa? Tiếp tục nhá, câu 23. Câu 23 là một câu cực kỳ bá đạo. 23 là câu cực kỳ bá đạo. 23 thì dự đoán năm nay ra câu 23 này. Chất có công thức phân tử C3H11N3O6. C3H11N3O6 thì nó là anh này này. CH2NH3HCO3 NH3NO3. Được chưa? Tác dụng vừa đủ số mol này, 27,75. 27,75. Muối amoni chỉ cần xác định công thức là xong rồi. Chia cho mở ngoặc đơn. 12 x 3 cộng 11 cộng 14 x 3 cộng với 16 x 6 bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Chắc là do tay thầy đấy. Được chưa? Cộng với NaOH. Số mol NaOH bằng 1 x 0,45 bằng 0,45. Hợp chất hữu cơ đa chức bậc 1 là CH2 NH2 đúng đa chức chưa? Bậc 1 chưa? Cộng với này Na2CO3 và NaNO3. NaNO3 bảo toàn gốc NO3 đây 0,15. Ok. Bảo toàn gốc CO3 thì nãy mà 0,15 nữa. Đây bà hỏi giá trị gần đúng nhất của M. M là M gam hỗn hợp muối. Vậy đây chúng ta đi tìm được M muối luôn. Đúng không? Mà muốn chúng ta bằng bao nhiêu? 0,15 nhân với anh này là bằng 106 cộng với 0,15 nhân với 23 cộng với lại 62 bằng 28,65. 28. Ô thể ấn nhầm à? 0,15.
0,15 nhân với 106 cộng với 0,15 nhân mẫu đơn 23 cộng với 62 bằng 28,65. 28,65 thì gần bằng 28,6. Đáp án đúng đáp án A. Ok chưa? Chào Nguyễn Xuân Trường. Hello, Trường về nhà đấy hả? Câu 24 này. 24 này. Ừ, ba các con mềm. À tôi chết, nhầm. Đây C24, sorry. C24. C24 nha Ngọc Thảo, Đặng Nguyễn. Thank you em. CH4, 3 carbon, 1, 2, 3. 3 carbon nhá. Sorry cả nhà. Câu 24. Cho các chất, số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Cảm ơn Nguyễn Thăng Sang. Được chưa? Vậy phản ứng được với cả HCl và NaOH là nhôm là 1, Al2O3 là 2, Al2O4 3 lần chỉ tác dụng với NaOH thôi, không tác dụng với HCl vứt. ZnOH 2 lần là 3, NaHS vừa tác dụng HCl vừa tác dụng với NaOH. Được chưa? KS30. NH4 cộng thì phản ứng được với NaOH và CO32 trừ thì phản ứng được với H cộng, được chưa? Hello Phương Pi, 1 2 3 4 5, 5 chất, vậy có 5 chất đều tác dụng được với dung dịch HCl và NaOH, được chưa? Đáp án đúng đáp án C. Câu 25 nhá. Hello Nguyễn Quý Dũng. Ui giời, thanh niên học trường Học viện Kỹ thuật Quân sự à? Đâu, Dũng là học trường gì chứ? Công binh à? Trường gì Dũng nhỉ? Thầy like đang đến, thầy đang like hết. Dũng ơi, Dũng đang học trường gì ấy Dũng? Dũng chia sẻ cho các em lúc cuối này ôn thi thế nào. Dũng năm ngoái thi được 8 nhỉ? 28, 25 hay là 8 năm ngoái nhỉ? Để năm ngoái là 8 năm hay sao? Dũng như một trong số những thằng điểm khá là cao thầy. Biết X là ST có công thức phân tử C4H NO2. Vậy đây đơn trước đã. Thực hiện giải chuyển hóa. Cái này chúng ta phải làm theo kiểu thông minh các em ạ. Sáng mai 5h30 thì live stream. Được chưa? Ở đây ta mình có này. Lưu ý này. Thằng Z tác dụng với NaOH nhá. Mà vẫn giữ nguyên là carbon này C2 không thay đổi. Vậy Z có 2 carbon này. Được chưa? À. Đoàn Trần Nguyên Lục Quân à? Hello. Chào Đoàn Trần Nguyên. Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đấy, Nguyễn Quý Dũng Học viện Kỹ thuật Quân sự. Lâu lắm rồi không về thăm thầy. Tiếp tục nhá. Y này AgNO3 trong NH3 cũng làm không làm thay đổi số nguyên tử carbon. 8,75 năm ngoái. Đấy, anh Dũng thi được 8,75 đề hóa năm 2018. Các bạn mà làm đề hóa năm 2018 để biết độ kinh như nào. Anh Dũng học thầy được 8,75. Mình có này. Thằng Y của chúng ta. Thằng Y của chúng ta là có gì? Tác dụng AgNO3 trong NH3 thu được Z. Z của chúng ta là C2. Đúng chưa? C2 vậy thì Y chúng ta là cũng là C2 thôi. Được chưa? Y là C2 mà tác dụng được AgNO3 trong NH3 nhá thì chắc chắn Y chúng ta phải là thằng CH3 CHO rồi. Được chưa? Vậy thằng X của chúng ta phải thủy phân ra thằng Y. Được chưa? Thằng X của chúng ta phải thủy phân ra thằng Y. Hello Tạ Đông. Vậy nhìn này. Anh này thủy phân ra C3H vứt. Anh này thủy phân ra C3H7H vứt. Anh này thủy phân ra C2H5CHO vứt nốt. Riêng anh này thủy phân ra CH3CHO lấy. Đáp án đúng đáp án B. Các em phải có những kỹ năng làm rất là kinh khủng. Hello Tạ Đông. Hiểu chưa? Câu 26. Nguyễn Phương Anh xe về tường nhá. Câu 26. Cho phát biểu sau. 26. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Nào mình xem nào. Thủy phân vinyl acetat bằng NaOH đun nóng thu được muối và ancol. Sai. Vinyl acetat ta thu được CH3CHO. Đây này. Vinyl acetat trên này. Vừa viết xong. Được chưa? PVC được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai. Trùng hợp. Đây thì viết lại PVC chúng ta xem. CH2 nối đôi CHCl. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác N lần tạo thành CH2 CHCl N lần. Ok chưa? Ở điều kiện thường, anilin là chất khí. Sai. Chất lỏng. Ui, 3 thằng đầu tiên sai hết. Tối quá thầy á? Tối quá chắc là do tay thầy thôi. Tiếp tục nha. Sen. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Cellulose thuộc loại polysaccharide, đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin thu được hỗn hợp alpha amino acid, đúng. Ở điều kiện thích hợp triolin tham gia phản ứng cộng hydro, đúng. Các amino acid có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Amino acid có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao, đúng. 1 2 3 4, 4 nhận định đúng. C. Ok chưa? Câu 27. 27 nào. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại magie. Sáng mai thì like lúc 5h30. Sáng mà em 5h30 sáng. Học quân đội nên không thời gian về thăm thầy. Ok không sao cả.
Nguyễn Vũ Tâm Tâm share vào cho nhóm lớp để các bạn cùng xem thầy live stream nhá. Câu 27. Số mol magie. Số mol magie của chúng ta là bằng 0,1. Được chưa? Về đi khí nitơ. Nitơ nhá. Magie nhường 2E, chắc chắn magie lên magie dương 2 rồi. Vậy là 0,1 nhân 2. Nitơ dương 5. Về nitơ 0, 5E nhưng nhân 2 là 10, vậy chia cho 10. 0,1 nhân 2 chia 10 thì bằng 0,02. 0,02 nhân 2,4 thì bằng 0,448 lít. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Hôm nay cày hóa đến hôm thi được tầm 6. Không được đâu Thanh. Qua. Chịu. 5:30. Nào. Mình có câu 28. Câu 28 một câu khá là hay. Câu 28 là một câu khá là hay. Mình có 7,84g sắt. 7,84g sắt. Chúng ta tìm được số mol sắt bằng 7,84 chia 56. 7,84 chia 56 bằng 0,14 mol. 0,14 mol. Tan hết trong dịch khắc nấu và thì thu được 0,12 mol khí nấu. Chúng ta tìm được số mol khí nấu bằng 0,12. Và dung dịch X. Dung dịch X cho tác dụng HCl vừa đủ thì thu được khí NO sản phẩm cứ duy nhất chứng tỏ không có NH4NO3 và dung dịch Y. Được chưa? Vậy mình nhìn này, do HCl vừa đủ nên trong dung dịch Y chúng ta là có chắc chắn có sắt 3 cộng dương 3. Khả năng cao có Cl trừ, có NO3 trừ, có điều mình chưa biết thôi. Đúng chưa? Vậy em nhìn nhá, chạy to từ đầu đến cuối, sắt của thầy từ sắt 0 đến sắt dương 3. Sản phẩm khử của thầy chỉ có khí NO thôi, NO cả tổng cả đầu và cuối đều là NO. Được chưa? Được chưa? Ừ, cố gắng lên thì được, cứ phải cố gắng hết sức em ạ. Vậy mình có bảo toàn E này, sắt 0 đến sắt dương 3, 0,14 nhân 3. Nitơ dương 5 của cả hai quá trình về nitơ dương 2, vậy là chia 3 bằng 0,14. Số mol NO bằng 0,14 này, mà đây là 0,02, vậy NO sau bằng mà NO này 0,12 rồi, vậy 0,14 chứ 0,12 bằng 0,02. Mặt khác ta có số mol H cộng phản ứng thì chính bằng 4 lần số mol. Mặt khác ta có số mol H cộng phản ứng bằng 9 4 lần số mol NO. Số mol NO này bằng 0,02. 4 nhân 0,02 bằng 0,08. H cộng này chính bằng số mol HCl. HCl phản ứng. Được chưa? Vậy ở đây mình có 0,08 mol. Thầy bảo toàn ion Cl trừ 0,08. Vậy ở đây là 0,08 này. Bảo toàn sắt 3 cộng 0,14. Vậy thì ở đây bằng 0,14 này. Được chưa? Vậy hoàn toàn ta được này. Bảo toàn điện tích thì tìm được NO3 trừ. 0,14 x 3 trừ đi 0,08 x 1 bằng anh này bằng 0,34. Vậy này thì tìm được mờ muối luôn. Mờ muối ta cộng tổng bằng này lại. 0,14 x 56 cộng với 0,08 nhân 35,5 cộng với 0,34 nhân 62 31,76. Gần nhất với 31,76 là gần nhất với 31,75. Được chưa? Và đáp án đúng chúng ta đáp án này. Hiểu bài không em nhỉ? Cả nhà có hiểu bài không? Hello Hưng Hoàng. Trong dung dịch không có NH4NO3 bởi vì đây nó là sản phẩm khử duy nhất mà em ơi. Sản phẩm khử duy nhất thì không có NH4NO3 em nhá. Câu 29. Các em hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài đi chấm cái để thầy biết nhá. Thanh niên nào hiểu bài đi chấm cái để thầy biết. Ok các em ơi, tốc độ chữa này ổn không? Tốc độ chữa này ổn không? Thầy không có thói quen chém gió à? Thầy làm việc ra làm việc, chơi ra chơi, học ra học. Ờ thì vẫn dạy tốc độ mà. Sắp thi rồi Trúc Thanh. Sắp thi rồi thì phải học khác chứ. Mà thầy vẫn dạy tốc độ, từ xưa đến nay vẫn vậy. Trong nhóm live VIP cũng thế. 29. Số chất thành phân đa tạo của nhau có công thức phân tử là C8H10O. Trong phân tử có vòng benzen. Tác dụng với natri suy ra có nhóm OH. Nhưng mà không tác dụng với NaOH, suy ra là OH không đính vào vòng thơm. Là không đính. Được chưa? Vậy thầy vẽ này. C8H10O. C. Vậy là hoặc OH đính đây là 1 hoặc OH đính đây là 2. Hàng phần rồi nhá. Tiếp tục này. C OH đính trên đầu, còn một thằng carbon cho chạy. 3 4 5. Vậy tổng cộng mình có 5 thằng phần. Rẻ. Thầy dạy từ từ xíu được không? Đề thì nhanh quá. Ok. Bây giờ chạy chậm nhá. 30. Thầy bảo các em này. Câu 30 ấy, thì tốt nhất nên để lại, tí chúng ta giải sau.
chứ 30 mà giờ giải giờ là nát đầu đấy, đi thi mà giải 30 luôn là nát đầu. Được chưa? Tí chúng ta sẽ làm luôn. Mà câu 30 câu rất hay, thầy dự đoán là câu 30 đề thi năm nay. Thầy dự đoán câu 30 đề thi năm nay. Nhá, tí chúng ta. Ai muốn đi học được ăn chè bục mặt thì học thêm thầy là có, đúng rồi, chính xác. Thank you Lê Tuyến Thành. Câu 31 nào. 31 nhá, 31 trước, 31 trước. Cho các chất sau. Số chất có tính lưỡng tính. Số chất có tính lưỡng tính. Thầy có linh ôn lên 5. Sáng nào cũng đăng mấy cái để ôn lên 5 luôn các em ạ. NaCO3 là tính lưỡng tính là 1. Nhôm mà không có tính lưỡng tính đâu nhá. Lúc nãy vừa một đứa lớp op dạy suốt rồi mà nó vẫn còn cãi là nhôm có tính lưỡng tính thì phải chửi nó một trận. Đấy, đang dạy đấy, thầy đang dạy cách làm đồ thị nhanh em. N42 lần CO3 có tính lưỡng tính, bởi vì anh này có tính axit, anh này có tính bazơ. Al2O3 có tính lưỡng tính. ZNO có tính lưỡng tính, SNH2 lần có tính lưỡng tính, CRH3 lần tính lưỡng tính. Ala vừa có nhóm CH vừa có nhóm NH2 lưỡng tính tiếp. Axit glutamic vừa có nhóm CH vừa có tính lưỡng tính tiếp luôn. Thầy Trần Đăng Tuấn ơi, thầy nhắc lại lý thuyết vào lúc 5:30 sáng em nhá. Trần Đăng Tuấn ạ, những bạn nào mà muốn nghe thầy nhắc lại lý thuyết thì sáng mai theo dõi livestream lúc 5:30. Còn đây là giải đề bây giờ phải giải tốc độ, đúng không? Trưa mai thứ ba như thầy có lịch live đâu nhỉ? Được chưa? Vậy mình có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chất có tính lưỡng tính, C. Ok chưa? Ô thi thật thì tầm 31 câu đầu nó sẽ tương tự như vậy đấy em ạ. Nhưng mà em nhìn thấy thầy giải dễ với thôi chứ ngồi phòng thi sai liểng xiểng. Lớp óc của thầy vừa nãy sai liểng xiểng luôn. Câu 32 cho phát biểu sau. Acid glutamic được em ạ. Acid glutamic của chúng ta vừa có hai nhóm COH, một nhóm NH2 thì nó có tính lưỡng tính, mà anh này tính axit, anh này tính bazơ, có nhá. Thông báo thì thầy vẫn live stream vào lúc 5:30, các em nhớ tương tác và thiệt là nhiều, đặt xem trước này, xong bây giờ để mà được thông báo thì em kích vào cái nút 3 chấm ấy, khi em kích vào nút 3 chấm ở ngay bên cạnh chỗ live stream này thì nó có cái hiện là ấn vào nút 3 chấm đấy, đây có cái nút 3 chấm này này, của thầy không hiện nhưng của các em sẽ hiện là sẽ thông báo cho các em biết là lúc nào thầy live stream phải ấn vào nút thông báo, ấn nút 3 chấm thì ok. Mình có nha. Các phát biểu sau, amin đều phản ứng với dịch HCl, cái này đúng. Tripanmitin và tristerin đều là chất rắn ủy quyện thường, đúng. Lý do đây này. Tripanmitin và tristerin đều là axit béo của các cái thằng mà axit béo no thì là chất rắn, còn không no thì là chất khí, là chất lỏng nhá. Hải Yên Đỗ, lịch live của thầy tuần chờ tới à? Lịch live của thầy tuần tới là tối ngày mai là thầy live stream về xác định đồng phân và gọi tên ETE. Đấy, trong chuỗi mà lấy chắc 7 điểm cho các em. Tối thứ 5 thì thầy live stream về câu hỏi hình vẽ thí nghiệm đây này. Tối thứ 5 là thầy sẽ live stream về bộ này. Đây. Tối thứ 5 nhá, 21:30 nhá. Đây, live stream về bộ này. Rồi. Sáng mai là sẽ cho đề lên. Được chưa? Tiếp tục SNH2 lần là lưỡng tính em nhá. Sau đó là tối thứ 6 thì thầy live trong nhóm live VIP, xong rồi sáng thứ 7 5:30, sáng chủ nhật sáng thứ 7 5:30 là live 505 câu nhận biết thông hiểu này. Sáng nhật cũng là 5:30 nhận biết thông hiểu này. Tối chủ nhật thì live tiếp 505 câu nhận biết thông hiểu, thứ hai cũng live 40 câu lý thuyết chắc chắn thì có nghĩa là ZNO cũng lưỡng tính em ạ. SN với kẽm này không phải lưỡng tính em nhá. Nhôm cũng không phải lưỡng tính nhá. Cẩn thận ông chết đấy. Thì gần như là sắp tới ngày nào thì cũng live stream. Vấn đề là bọn em phải kích vào nút chuông để mà kích vào để mà nhận thông báo live của thầy thôi. Nhá, tiếp tục. Phản ứng thủy phân chất béo trong NaOH và KOH là phản ứng xà phòng hóa, hoàn toàn chính xác. Được chưa? ZNO lưỡng tính chính xác em. Tripanmitin là chất rắn. Tripanmitin là chất rắn bởi vì anh này là C15, H31, COO tất cả 3 lần C3H5. Thằng này là chất béo no. Chất béo neon nên nó là lưỡng tính. Được chưa? ALH 3 lần lưỡng tính mà em. Ba phát biểu đúng rồi nhá. À đúng rồi. Đấy, nếu mà là SNOH 2 lần và ZNOH 2 lần là lưỡng tính thì đúng, chính xác. Câu số 4. Những bạn nào mà đang đuối thi thuyết thì phải theo dõi những cái bài mà thầy share vào buổi sáng sớm nhá. CR2O3 có lưỡng tính, Hoàng Đạt ạ. SN là không lưỡng tính. SN là chỉ vừa tác dụng đối với NaOH rồi. SN không lưỡng tính đâu nhá. Sản phẩm trùng ngưng metin met acrylat được dùng là thủy tinh hữu cơ. Dùng làm thủy tinh hữu cơ thì đúng, nhưng mà trùng ngưng là sai, nó phải là trùng hợp. Metin met acrylat đây này. CH2 nối đôi CH3 COO CH3
anh này là trùng hợp để tạo thành CH2, CH, CH3, COO, CH3. Đấy, trùng hợp chứ không phải trùng ưng. 4 sai. Các peptide đều phản ứng bằng biore cũng sai, được chưa? Bởi vì là peptide nó phải là tripeptide trở lên. Tripeptide trở lên thì mới là màu biore. Ni lông 6 trên lên peptide, câu này nhiều đứa chết lắm đây này. Câu này cực kỳ nhiều đứa chết. Ni lông 6 có đứa chưa liên kết biết hay không? Các em trả lời đúng hay sai. Nhìn nhá, ni lông 6 này, công thức ni lông 6 này. NH 1 2 3 4 5. Anh này có phải là có liên kết peptide không? Các em lưu ý cho thầy nhá. Liên kết peptide là liên kết được tạo bởi giữa các cốc alpha amino acid. Anh này là epsilon amino caproic, không phải alpha amino acid. Vì vậy nên không chứa liên kết peptide. 6 sai. Được chưa? Chính xác. Đấy, nhiều đứa chính xác phết. À, dùng hydro oxy hóa glucose hay fructose đều thu được sorbitol. Glucose và fructose thu được sorbitol là đúng. Nhưng hydro là H0 chuyển về H cộng là tính khử. Nên là oxy hóa là sai. Nó phải là khử. 7 sai. Vậy bữa nay mình có mấy nhận định đúng? 3 nhận định đúng. B. Ôi, nó hỏng quá. Ô, 8 điểm rồi. 8 điểm rồi các em. Ni lông 66 cũng vậy, không có liên kết với tít rồi. Cũng vậy luôn. 33 nào. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh nhá. Các em thấy phong cách dạy của thầy không có chém gió. Chúng ta livestream mới chưa được 1 tiếng mà mình đã làm đến câu 33 rồi. Như vậy mới là đúng. Ngô Phong thi thì mình phải như vậy. Chúng ta phải biết cách tiết kiệm thời gian. Câu 33 cho thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra phản ứng xóa khử là. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là, chúng ta quan sát nha. Những thí nghiệm nào xảy ra phản ứng oxy hóa khử này. Anh này thì mình tạo thành Na NO2 cộng Na NO3 cộng nước. Nitơ dương 4 về nitơ dương 3 và nitơ dương 5 có xóa khử. Thấy chưa? Ừ, 8 điểm khó làm nữa. Tí nữa. Thầy đang chữa cố chút. HCl thì ta được KCl cộng với CrCl3 cộng với lại clo cộng với lại H2O, đúng không? Đây, Cl-1 về Cr0. Tàng này crom dương 6. Thi xong. Ui chịu. Thi xong thầy like thầy trò chém gió chịu. Lúc đấy thầy livestream cho 2K2. Đề thi có 6 điểm lý thuyết trần trinh nhá. Đúng rồi, tự tin làm như ở nhà thì thi chắc không phải sợ gì chính xác. Crom dương 6 này, crom dương 3. Thế thì làm sao em không thể luyện mà cho bây giờ làm sao ngồi đề thi cũng như vậy đi. Tất cả bọn của thầy nó đều luyện như vậy. Vậy anh này oxy hóa khử đúng không? HCl vào FnO3 mình nhìn này có H cộng này, có NO3 trừ, cẩn thận bị lừa. T sắt dương 3 là không lên được nữa. BaCl2 thì ta thu được BaCrO4, cái tủa màu vàng thôi. Cộng với lại KCl cũng không có gì. Đúng không? Sáng mai thì có like. Sáng mai thầy like về 505 câu nhận biết thông hiểu tổng hợp hết tất cả phần lý thuyết em ạ. Quyết tâm 7 cộng, chính xác, cố lên, quyết tâm 7 cộng. À, cho đồng vào dung dịch hỗn hợp thì mình thấy này có NO3 trừ này, có H cộng này, thế là tương tự như NO3 nhá. Đồng của mình là đồng không thì chắc chắn vào bọn này lên đồng dương 2 này, cộng với khí NO này, cộng H2O này. Đúng rồi, 7 ngày cuối lấy 7. Ok, 1 tuần được 7 cộng chịu em ạ. Em phải cực kỳ cố gắng. Chứ hỏi như vậy thì khó lắm. Nếu mà em không cố gắng từ đầu thì bây giờ em từ con số 0 mà lên 7 cộng thì thầy chịu, thì thầy chỉ có thể bảo em có 1 năm nữa để theo thầy. Năm có, ông xóa cử. Đốt bạc ở nhiệt độ cao ngoài không khí, nhiều đứa tô đúng là chết. Các em nhớ rồi này, cái bạc này thì được nung ở ngoài không khí để tạo thành bạc lỏng, xong rồi người ta rèn thành cái dây chuyền bạc mà em vẫn đeo. Nên nó mà tác dụng với oxy không khí thì làm gì có dây chuyền bạc mà em đeo nữa, đúng không? Nó được nung mà, được chưa? Vậy là sao có đúng rồi. Nguyễn Xuân Trường luyện bấm máy tính bàn tay trái thì cũng 7 ngày không luyện được đâu, phải luyện từ đầu. 1 tuần được 8 cộng chịu, thầy không khẳng định được điều đấy. Nếu thầy không đủ lực, các bạn mà học theo thầy từ 1 năm nhá, từ năm đầu tiên, có nghĩa là trong khoảng 1 năm thì chắc chắn sẽ được lên được 7 rưỡi đến 8. Chứ 1 tuần còn lại thì thầy chịu. Em phải có tố chất cực kỳ kinh khủng. Được chưa? Từ số 6 lên được 7 thì phải luyện kinh khủng lắm đấy. Nào, 1, 2, 3, 4. Thay vì việc là hỏi có lên được hay không thì hãy học hết sức cùng với thầy. Bạc cũng ngô lên, đúng rồi, ngô thì hòn. Chịu. Em học với thầy 2 năm rồi. Học với thầy 2 năm rồi thì thừa sức lên được. Trần Nhật Linh là đứa nào nhỉ? Sao thầy biết nhỉ? Trước em đề 60 năm, bài thầy hay quá, ok. Chất nhiên linh đứa nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, 4 chất B. Học với thầy 2 năm sao thầy không nhớ nhỉ? Câu 34 nào? Ui dồi ôi. Bài tư làm này phê các em ạ. Bài tư này làm phê tít thò luôn. Nhá.
Mình có này. Cho các phát biểu sau, cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là, lưu ý. Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là, các em chú ý là sắp tới thì khai giảng khá nhiều lớp 2K2 ở Hà Nội offline, trong đấy có cả một cái lớp offline ở Hà Nội dành cho các bạn ở xa học hết chương trình lớp 12 trong vòng 2 tháng hè. Nếu các em có em họ hay là họ hàng gì mà có ở Hà Nội thì bảo các em có thể đến học thầy offline để học hóa siêu chất. 30 á, 30 từ từ tí nữa thầy chưa. Mai 5:30 sáng, đúng rồi, mai 5:30 sáng, kinh khủng. Nào, có một. Khi có mặt ion kim loại nặng hoặc đun nóng protein bị đông tụ, cái này đúng. Thầy đang chữa này. Amylopectin có mạch không phân nhánh sai, mạch phân nhánh mới đúng. Tơ visco và tơ acetat thuộc loại tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp? Bán tổng hợp hay nhân tạo thì đều là một, đúng. Thủy phân ete đơn chức trong môi trường kiềm luôn thu được sản phẩm là muối và ancol, sai. Có thể chứ. Anhydride. Có thể. Ceton mà. Số nguyên tử nitơ trong dipeptide glu lysin là 2, nhìn nhá, axit glu này. Axit glu, glu. Đầu này đầu HN. Đây COH này. Đây CO này. NH này, lysin này. Ly này, hai nhóm NH2. Đúng chưa? NH CO xem nào mấy? 1 nitơ, 2 nitơ, 3 nitơ, 3 nitơ cơ, 2 vứt. Ok chưa? À, thầy không ngủ. Có ngủ các em ạ, nhưng mà bây giờ còn một lúc cuối. Đây Lưu Tiến Thành học 2 năm rồi, ok. Thế nhưng mà Thành hôm nay chỗ học. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biro sai, phải từ tripeptide trở lên. Tripeptide trở lên. 6 sai. Hydro hóa glucose và fructose đều thu được sorbitol, chính xác. Oxy hóa chất béo lỏng trong điều kiện tích hợp thu được chất béo rắn, chính xác. 1 2 3 4. 4 nhận định đúng đúng không? 1 2 3 4 4 nhận định đúng, đáp án đúng, đáp án C. Thế đang chữa nhanh mà Trần Nhật Lính đang tăng hết tốc lực đấy. Ok chưa? Bây giờ đến cái phần khó này. Vừa nãy thầy bảo là chúng ta còn để lại câu 30, 35. Bây giờ các em nhìn thầy chữa câu 35 trước, sau rồi thầy quay trở lại câu 30. 35 nhá. Nhìn kỹ này. Những câu này bắt đầu là những câu vận dụng cao rồi. Mình phải hết sức tập trung. 35. Paris. Mình tìm được số mol Paris bằng. Mình tìm được số mol Paris bằng 8,905 chia cho 137. 0,065. Vào V lít dung dịch AL2 43 lần. 0,1 nhân V, 0,1 V. Sau phản ứng kết thúc thì thấy khối lượng dung dịch giảm. Vậy mình lưu ý này. Thầy đang chữa này này. Học thầy trình lên là đúng rồi. Hydro hóa chất béo lỏng, đúng rồi. Oxy hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn. Thì oxy hóa là từ từ. Đúng rồi, chính xác. Oxy hóa chất béo lỏng là cộng hydro, hydro thể hiện tính khử. Tính khử thì chất béo lỏng thể hiện tính oxy hóa. Ờ à, đúng rồi. Lỗi. Các em ơi, câu 34. Thầy lỗi một chút. Thông cảm nhá, đọc nhanh quá. Oxy hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn là sai. À, chất béo này cộng hydro. Hydro, đây là chất béo lỏng, đây là chất béo rắn. Cộng hydro thì hydro này là H cộng, H0 lên H2 thì nó thể hiện tính khử. Thì chất béo này thể hiện tính oxy hóa. Vậy thì tính oxy hóa thì thằng này phải là khử chất béo lỏng thì mới đúng. Bởi vì tính oxy hóa thì chất béo sẽ bị khử thì phải là khử. Thế nên là 8 sai. Mình chỉ có 3 nhận định đúng thôi. À, cảm ơn một bạn là vừa nói thầy quên mất. Cảm ơn bạn là Vua Tí Hon. Thank you em. Thầy vừa nãy thầy bị nhầm. Fructose cộng hydro thu được sorbitol mà Khoa Vũ. Fructose cộng hydro thu được sorbitol. Nha, tiếp tục này. Mình có này. Sau phản ứng kết thúc thì thấy khối lượng dung dịch giảm. Mình nhìn nhá, cẩn thận này, bari vào nước. Thì mình thu được BA có 2 lần. Số mol BA là bằng 0,065. Và sinh ra cả khí hydro bay đi. 0,065 nữa. Được chưa? Thế giờ vào thằng AL2 43 lần này thì chắc chắn mình thu được kết tủa BAS4. Đúng chưa? Và có khả năng có kết tủa AL OH3 lần. Được chưa? Được chưa nào? Thế thì bây giờ, thế bây giờ này, thầy cứ cho là thằng BAS4 là tính theo V đã, trường hợp 1 là tính theo V. Được chưa? Hóa tan hết mà, phản ứng kết thúc này, 0,1V nhân 3 thì bằng 0,3V.
ALH 3 lần thì thầy giả sử như H trừ dư thì nó sẽ còn có cả ALH 4 lần trừ. Đúng không? Giả sử nó có cả ALH 4 lần trừ đi. Thì mình có. Thì mình tìm thế nào? Thì bây giờ mình phải biểu thị thằng ALH 3 lần và ALH 4 lần trừ theo V thôi. Mình đặt anh này là A thì anh này là B. Mình có hệ. Đầu tiên là bảo toàn nhôm A cộng B. A cộng B bằng 0,1V nhân 2 bằng 0,2V. Được chưa? Tiếp tục này. Là bảo toàn gốc OH trừ 3A cộng 4B thì bằng 0,065 nhân 2. Vậy hoàn toàn ở đây thì được này. 3A cộng 3B thì bằng 0,2 nhân 3 0,6V. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được B bằng 0,065 nhân 2 bằng 0,13. 0,13 trừ 0,6V. Được chưa? Và thầy chỉ cần tìm A thôi. A bằng vừa nãy là 0,2 A cộng B bằng 0,2V. Vậy A bằng 0,2V trừ đi B là trừ đi 0,13 trừ đi 0,6V. Vậy là bằng 0,2V trừ 0, trừ đi trừ bằng 0,8V trừ 0,13. Vậy anh này là bằng 0,8V trừ đi 0,13. Được chưa? Vậy đây đề bài bảo này. Khối lượng dung dịch giảm, M dung dịch giảm, M dung dịch giảm, M dung dịch giảm có phải bằng tất cả những thằng M ra là M kết tủa cộng M khí. Được chưa? M kết tủa là gì? MBIS4 233 nhân 0,3V. M còn kết tủa nữa là ALH 3 lần là 78 nhân với 0,8V trừ 0,3. Được chưa? Cộng với khí là hydro 0,065 nhân 2 thì M dung dịch giảm thì bài cho bằng 7,545. 7,545. Được chưa? Đến đây mình tìm được V. Ui, các em bấm giúp thầy về mà nhớ. Xem nào. 7,545. Thằng này là cộng với 78 nhân 0,3 trừ đi 0,065 nhân 2. Rồi, chia cho bằng ngoặc đơn. 233 nhân 0,3 cộng với 78 nhân 0,8 bằng. Ui, lẻ thế. Các thanh niên bấm máy tính giúp thầy với. Hình như chỗ này thầy nhầm hay sao? A cộng B thì bằng A cộng B thì bằng 0,2V. Suy ra là đây là 3, 4B, đây là 0,13. Đúng rồi, 0,13 trừ đi 0,6. Vậy là A bằng 0,2V trừ đi 0,13 trừ 0,6 thì là bằng 0,2V trừ 0,6 bằng 0,8V trừ 0,13. Các em bấm giúp thầy V bao nhiêu? 200. Thì ghi nhầm cái gì Thảo Phương? Thầy ghi nhầm cái gì đấy? 13 cái gì? Cái gì 13 nhỉ? Cái gì 13? 0,13 á? Ừ. À đây, 0,8V trừ 0,13. Ok, thank you. Mày thế. Vậy có phải... Ok, thank you. Thank you, đây chỗ này ghi nhầm hả? Vậy hoàn toàn nên mình tìm được V gần nhất với giá trị bằng bao nhiêu các em? Bấm thấy V bằng bao nhiêu? V bằng bao nhiêu? 169. V bằng bao nhiêu nhỉ? V bằng bao nhiêu cơ? Vừa nãy thì nhìn thấy như Tú Yên bảo V bằng 200 mà. Các em có cùng ra V bằng 200 không? Xem nhé. Cả nhà cùng ra V bằng 200 không? Biểu thức này V bằng bao nhiêu? Hello? V bằng bao nhiêu? Ok, thank you. Không chờ đợi. 545. 0,13V. Rồi ok, thì vừa sửa rồi. 0,2, ok. V bằng 0,2. Em ơi, M dung dịch giảm. Dung dịch là tất cả những gì ra thì là bằng M kết tủa của M khí bay ra chứ. 0,2 tương ứng với 200. Thank you cả nhà. Đáp án đúng đáp án. Vậy V bằng 200 thì V gần nhất với giá trị là 210. À. Được chưa? Sẵn sàng cân câu điện phân chưa? Các thanh niên sẵn sàng cân câu điện phân chưa? Bạn nào muốn để cân câu điện phân cho chấm cái nào? Chấm cái để thể hiện là muốn được cân câu điện phân à? Ui, giấy nháp hết luôn. Mấy ngày hôm nay livestream cho bọn này hết sạch cả giấy nháp. Điện phân. Ôi, lạch nó. Điện phân thẳng tiến. Mau lên các em ơi, không điện thoại thì sắp sập. Điện thoại thì mẹ nó nóng lắm rồi.
Điện thoại của thầy nóng kinh khủng rồi. Trước khi sang câu điện phân thì mình chiến cái câu mà đồ thị hình học đấy nhá. Câu hình học, câu hình vẽ thí nghiệm. Đây, mình chiến câu hình vẽ thí nghiệm này. Tranh thủ làm cái câu nào làm không sợ điện thoại thầy nó cho đi. Tí sang điện phân. Hình vẽ thí nghiệm vừa nãy thầy bảo để lại mà. Câu 30, nhìn kỹ nhá. 30 này, nhìn kỹ này. Chấm cái làm câu 30 nào. Chấm cái quẩy câu 30 nào. Đúng rồi. Không, tí ta làm. Làm hết, các em nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. À, đây là thì cho BA hai lần vào dung dịch ở đây này. Thầy cho này. Tí điện phân, làm câu này đã. BA hóa hai lần vào dung dịch chứa AlCl3 xmol và Al2 SO4 3 lần ymol. Được chưa? Thế này các điểm này, đây điểm số 1, điểm số 2, điểm số 3. Nhìn điểm số 3 này kết tủa giữ nguyên này, chứng tỏ là thằng kết tủa BaF4 là không tan. Vậy 3 chỉ có BaF4 thôi. Thằng số 2 này lên đỉnh này, lên đỉnh này là tất cả mọi thằng là đều bị kết tủa hết này. Vậy chứng tỏ là có tồn tại kết tủa AlOH 3 lần và BaF4. Nhưng mà chỗ này là kết tủa mắc. Ở thời điểm này số 1 này chắc chắn cũng tồn tại kết tủa AlOH 3 lần và BaF4. Đúng chưa? Thế giờ mình đi xét, mình xét vị trí số 2 trước. Thằng 2 dễ mình làm trước, thằng nào dễ mình làm trước em ạ. Nhá, nhìn thằng số 2 trước này. Thằng số 2 này. Xét vị trí số 2. Đây xét vị trí số 2 ở đây luôn. Thì số mol BA hóa lần bằng 0,21. Được chưa? Bọn này kết tủa hết thì tạo nên kết tủa AlOH 3 lần và BaF4. Có thể BaOH 2 lần, có thể 3 đi dư, nên là chỗ này tính theo gốc F4 an toàn nhất, bởi vì là mắc mà. Thì thằng 3Y. Tất cả thằng nhôm ma cộng bị kết tủa hết, X cộng với là 2Y. Được chưa? Được chưa nào? Thì tiếp tục nha. Nhìn ra vị trí số 1 này. Tại vị trí số 1. Thế ở đây thì được cái gì? Ở đây đề bài cho này. T cộng 0,2 là số mol của cái tủa. T cộng 0,02 sẽ bằng X cộng 2Y. Đây cái tủa này. AlOH 3 lần và cái tủa BA4 cộng 3Y. Thầy nghi năm nay ra. Số 1 đóng tuống ở đoạn BA không bằng X. Không bằng X đâu Viên nhá. Vậy đây mình có này. Mình có tiếp này, ở tại vị trí số 1. BA hóa 2 lần, à đây, chỗ này là 0,21, 0,21 thì mình bảo toàn hóa trừ đúng không? Mình được 0,21 nhân 2 là bằng 0,42. Chỗ này chú hết vào trong này gì? Vậy bảo toàn hóa trừ mình có 2x cộng x cộng 2y nhân 3 thì bằng 0,21 nhân 2. Và đây 0,21 nhân 2 chia 3. Với x cộng 2y chúng ta bằng 0,14. Và đây mình được, thế ở trong này mình được T cộng với 0,02 bằng 0,14 cộng 3Y. Hay nói khác, T sẽ bằng 0,12 cộng 3Y. Đây là một phương trình. Ok chưa? Sang phương trình thứ hai nhá. Sang phương trình thứ hai. BA hóa 2 lần. Số mol chưa biết. Vào AlCl3. Và Al2. SO4 3 lần. Ymol. Đấy xmol. Thì thu được. Đầu này chắc chắn có kết tủa AlOH 3 lần. Và BA4. Ở tại vị trí này thì BA4 phải kết tủa hết. Bởi vì chúng ta nhìn đáng nhẽ cái đồ thị này lên thẳng đều. Thì là tồn tại song song hai kết tủa. Nhưng đây gấp khúc một phát chứng tỏ một kết tủa bị hụt đi. Và kết tủa bị hụt đi đấy là kết tủa BA4 không tăng nữa. Đúng chưa? Mà chỉ trong này chỉ có kết tủa AlOH 3 lần thôi. Vậy đây mình có này. Được chưa? Vậy đây mình có này. Mình có này. Số mol kết tủa BAF4. Đây số mol kết tủa là T. Tổng này là T. Đúng chưa? Nhìn chưa? Tổng này là T. Thế mình có này. Số mol vậy là ở đây là BAS4 bị kết tủa mắc hết. Vậy anh này là 3Y. Vậy kết tủa anh này là T trừ 3Y. Được chưa? T trừ 3Y. Vậy hoàn toàn đến đây. Thầy bảo toàn này. 3Y này 3Y này. Vậy đầu này là 3Y. Bảo toàn nó hoát trừ. Thì được 3Y nhân 2 là 6Y. Sẽ bằng T trừ 3Y nhân 3. T trừ 3Y nhân 3. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì được 6Y thì bằng 3T trừ 9Y. Ok chưa? Đúng nhỉ? T trừ 3Y. Thằng này là 3Y thì chú ở đây là 3Y. Bảo toàn 3Y thằng này là 3Y.
Bởi vì là chỗ này là vừa đủ cái tủ hết mà. 3y 3y thì 3y nhân 2. 3y nhân 2 là bằng 6y. Chỗ này là t trừ đi 3y, bởi vì t là t trừ 3y thì t trừ 3y nhân 3 thì bằng 3t trừ 9y. Vậy suy ra ta được 3t trừ đi 15y thì bằng 0, hay là 3t bằng 15y, hay nó khác t bằng 5y. Được chưa? Vậy bấm máy tính giải hệ. Đây là sao? Đây là 2 sao. T bằng 5y, bấm máy tính giải hệ là sao? Kết hợp sao và 2 sao tạo ra hệ phương trình. T là 1 trừ 3 0,12 1 trừ 5 0. T bằng 0,3, y bằng 0,6. T bằng 0,3, y bằng 0,06. Thôi, cứ giải này cho dễ. Được chưa? Vậy suy ra x bằng, thế vào đây này, x cộng 2y bằng 0,14. Vậy x bằng 0,14 trừ đi, đây, 0,14 trừ đi 2 nhân với lại 0,06 là 0,14 trừ 0,12, x bằng 0,02. Vậy x cộng y bằng 0,08. Được chưa? Thế cái giải cho tất cả các bạn cùng biết nhá. Được chưa? X cộng y bằng 0,08. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa? Giờ sang điện phân nha. Các em có hiểu không? Chấm cái để thầy biết là các em hiểu nào. Các em ơi, các em có hiểu không? Chấm cái để thầy biết là cả nhà cùng hiểu nào. Chấm cái xem nào. Chấm cái thầy coi nào. Chấm cái để thầy biết là cả nhà cùng hiểu. Ok. Mình sang câu điện phân nhá. Mình sang câu điện phân nào. Mình sang câu điện phân. Đây. 37 điện phân. 37 điện phân. Cùng chiến 37 điện phân nhá. Không ạ. M cao hỗn hợp chứa KCl và COF4. KCl COF4 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X trong thời gian T giây. Đặt anh này A, đặt anh này B. T giây. Thì M dung dịch giảm đi 9,3. M dung dịch giảm 9,3. Pha này ok. Đây chuẩn chia đúng tỷ lệ đúng không em? Vậy mình có này, tại T giây này, số men trao đổi chưa biết. Đúng chưa? Nếu điện phân dung dịch trong thời gian 2T giây, 2T thì số men trao đổi chắc chắn gấp đôi. Đúng chưa? Thì M dung dịch giảm 12,2. Khí thoát là cathod. Vậy ở đây mình xét này. Cathod anode. Được chưa? Tại ca tốt, đầu tiên là ca chiêu đến ca cộng không điện phân, đồng bị điện phân, đồng 2 cộng biến thành đồng. Đến ở cái thằng số 2 này thì mới sinh ra khí ở ca tốt. Vậy điều này chứng tỏ ban đầu tiên là đồng vẫn chưa bị điện phân hết. Được chưa? Tiếp tục này. Tại anốt. Tại anốt nha. Tại anốt nha. Anốt này, Cl trừ biến thành Cl2. Mình không biết có oxy hay không, mình cứ giả sử có oxy đi. Thì nước điện phân thành oxy. Để có sự điện phân nước thì clo phải điện phân hết. Vậy anh này là A. Thế này 0,5A. Được chưa? Ok chưa? Chưa giải quyết được gì nhiều đúng không? Chưa giải quyết được gì nhiều. Giờ mình ở bên dưới này. Mình có này. Tại điểm 2T giây thì đồng 2 cộng bị điện phân hết thành đồng. Do cathod thoát ra 0,05 mol khí. 0,05 mol khí này. Cathod thoát ra khí, vậy chứng tỏ là bên cathod này chỉ sinh ra khí hydro thôi, nước điện phân hydro. Số mol hydro 0,05. Vậy chứng tỏ đồng 2 cộng bị điện phân hết, B. Được chưa? Vậy bên này là Cl trừ biến thành Cl2. Giả sử Cl cũng bị điện phân hết là amon thì thằng này 0,5A. Ok. Chắc chắn có sự sinh ra oxy, nước điện phân ra oxy. Chưa biết oxy. Mình nhìn nhá. Bài này mình có mấy dữ kiện. Đúng không? Bài này mình có mấy dữ kiện à? Vậy mình cứ đặt đi. Mình cứ đặt đi. Mình đặt số mol oxy. Đây là clo thủy phân hết rồi. Bây giờ mình đặt số mol thằng oxy bị điện phân đi là B mol. Đúng không? À đây B mất rồi. Thằng này là ẩn B.
đồng này B mất rồi. Đây mình có oxy mình chưa biết. Mình đặt oxy là C-mon. Vậy mình có số mon E trao đổi ở phần 1 chính bằng 2 lần số mon clo là 2 nhân 0,5A cộng với oxy này là 4C. Vậy là bằng A cộng với lại 4C. Vậy suy ra số mon đồng sẽ bằng là A cộng 4C chia 2. Được chưa? Thế vậy mà ông dịch giảm bằng 9,3 gam. Ui tôi chết rồi. Điện thoại thầy sắp thật nguồn. Mà ông dịch bằng 9,3 vậy thì sẽ có phương trình luôn bằng. Chỗ này là bằng 64 là bằng 32 nhân A cộng 4C cộng với 32C cộng với lại 71 nhân 0,5A thì bằng 9,3 là một phương trình đầu tiên. Được chưa? Thế chỗ này là số mon E trao đổi là A cộng 4C nhá. Vậy số mon E trao đổi 2 gấp 2 giây lên 2T giây. Vậy nó sẽ bằng là 2A cộng 8C. Đúng chưa? 2A cộng 8C. 2A cộng 8C. Vậy thì mình có cái thằng bảo toàn E luôn. Biểu thức luôn. Là 2A cộng 8C thì bằng đồng này 2B này. Cộng 2 rho là bằng 0,05 nhân 2. Đây phương trình số 2. Đúng chưa? Phương trình số 3 là ta cần ra oxy. 2A cộng 8C ra oxy thì bằng là 2A cộng 8C trừ đi. Thằng này là nhận 2E 0,5A nhân 2 chia 4. Với M dung dịch 2 giảm thì chính bằng M của đồng 64B cộng M hydro 0,05 nhân 2 cộng M oxy là bằng 8 nhân 32 chia 4 bằng 8 nhân với M của đơn 2A trừ đi A thì còn A cộng 8C cộng với 71 nhân 0,5A. Khó đâu. Thế phương trình 3 ẩn này là xong. Vậy thì tóm tắt lại 3 ẩn đấy nhá. Thì được này, 32A cộng 71 nhân 0,5A. 32 cộng 71 nhân 0,5 bằng 67,5A cộng với không có B 32 nhân 4 cộng 32 160C bằng 9,3. Phương trình thứ 2, 2A trừ 2B cộng 8C bằng 0,1. Phương trình thứ 3 qua không? 8A 71 nhân 0,5 43,5. Đây có A này. 43,5A cộng B này, 64B cộng với 8864C cộng với 0,1 thì bằng 12,2. Ok chưa? Còn mấy tính giải hệ mà. Hệ này giờ ra số xấu thì nhục nhỉ. 67,5 bằng 0 bằng 160 bằng 9,3 bằng các thanh niên bấm giúp thầy với. 2 bằng trừ 2 bằng 8 bằng 0,1 bằng 43,5 bằng 64 bằng 64 bằng 12,2 trừ 0,1 bằng A đây rồi. A bằng 0,12. B bằng 0,1. C bằng 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi cái gì? Giá trị của M là khối lượng con này. A bằng 0,12. B bằng 7,5 nhân mũ trừ 3. Xong. Xem nhá. 0,12 nhân bằng đơn 39 cộng 35,5 cộng với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với 64 cộng 96 10,14. 10,14. 10,14 giá trị của M. Sao không có đáp án nhỉ? M gam chưa hỗn hợp KCl và CuS4 vẫn thể bấm nhầm đâu ấy. Ok, thank you Uyên. Nhưng mà thầy đang bấm nhầm đâu nhỉ? 0,12 nhân với 39 cộng 35,5 đúng rồi. Cộng với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. À thôi chết. Thằng này 0,1. Thì bấm nhầm. 0,1.
24,94. Sorry. Uầy. Đi ngủ hết rồi. Đợi đây tí. 24,94 đáp án đúng đáp án. À. Ok chưa? Ok chưa? Ui mình đã làm đến câu ba mấy rồi? 37 vậy mình chỉ còn 40, 39, 38. 36 là xong. Đúng không? Dã man chưa? Các em thấy kinh khủng không? Các em ơi, có lẽ là buổi livestream của chúng ta đến đây. Ừ, năm ngoái các em cứ hỏi các anh chị 2000 là biết. Các em ơi, điện thoại thì cũng sắp sập pin rồi. Chỉ còn chắc bây giờ chỉ còn 1% thôi. Chúng ta còn đáp án của 4 câu cuối với lại phần gợi ý giải chi tiết. Thì sáng mai sau khi livestream xong 505 câu nhận biết thông hiểu thì sáng mai thầy share lên trên new feed cho các em nhá. Ok nhá. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta tạm nghỉ tại đây và hẹn gặp lại các em vào sáng mai. Nhớ sáng mai 5:30 đi ngủ đi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye. Thảo Hiền ơi, thế livestream xong rồi Thảo Hiền mới vào à?